Năm tháng dài êm đềm qua mà con không có điều chi dâng lên Ngài để gọi là đền đáp tình yêu. Bao nhiêu lần lầm với lỡ, nay con ăn năn hối hận muôn vàn, dám xin Ngài dù tình thương tha thứ cho con. Bao nhiêu phen ngược lặn trong tội lỗi ê chề, nay con trở về hồn hoang sơ sáng. Thì này đây con xin dâng những gì còn lại trong mong ơn Chúa để làm lại đời. Năm tháng dài êm đềm qua mà con không có điều chi dâng lên Ngài để gọi là đền đáp. Bao nhiêu lần lầm với lỡ, nay con ăn năn hối hận muôn vàn, dám xin Ngài dù tình thương tha thứ cho con. Đêm năm xưa vì tình thương con Chúa hiền linh treo trên cầu nguyện mở muôn ân phúc. Thì ngày nay xin dâng hiến cả cuộc đời, đem yêu thương nối lại tình người mỗi đã sống
Để trọn đời con dâng làm nghi tế, để trọn đời trong Chúa muôn đời. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng sáng lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Lạy Chúa, điều mà con khấn xin đêm nay, điều mà con thiết tha vãn lời, con Chúa ơn đồng, đừng cho con ơn đó. Vì niềm hạnh phúc con là nơi Chúa, vì nguồn trong Chúa muôn đời. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Lạy Chúa, Ngài từ bi xót thương vô vàn, phần bày tôi biết bao lỗi lầm, xin chớ chấp tội con. Nào ai luôn đứng vững, giờ Ngài gọi con xa lìa nhân thế, giờ Ngài gọi con đến trước nhan Ngài. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng sáng hồn, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng sáng hồn, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng sáng hồn, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Đây, ở tại mái nhà thân yêu này, đã nhiều lần cậu cháu mình uống nước trà với nhau, và đồng thời cũng mang cái kèn khẩu cầm để cậu cháu mình cùng nghe tiếng khẩu cầm. Thì ông cậu rất tâm đắc. Bây giờ phút này đây thì ông cậu đã được Chúa gọi về. Và biết ông cậu là người yêu âm nhạc, đặc biệt là karaoke. Nhưng giờ phút này đây thì không có cái tiếng kèn của những cái bài thường mà là bài thánh ca, nhằm mục đích là thứ nhất để dựa vào thánh ca này để cầu nguyện cho ông cậu một cách nào đó, nếu được thì Chúa sẽ ban cho ông cậu để cùng lắng nghe những bài thánh này để cầu nguyện cho ông cậu. Giờ phút này đây thì tất cả mọi người hiện diện, các cô, các chú cũng như là các em thì cũng lắng nghe cái tiếng khẩu cầm người nghiệp sư của anh.
thì xin đức mẹ đem nhau đi vào một cõi trời trời. Thank you.
Vậy thiên đàng là Thiên Chúa có nhận cho cậu những người con tôn kính trở về. Và anh cũng cảm ơn tất cả các em đã lắng nghe lời tín khẩu cập nhật riêng của anh. Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa
thân ra trên mà tan sang xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba vợ chồng kẻ trên mà sống lại lên trời. Ngờ bên hữu đức chúa cha phép tăng vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống văn xếp kẻ sống mà kẻ chết. Tôi tin kinh đức chúa năng thần. Tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này. Các thánh thông tôn, tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác lại người ngày sau sống lại. Tôi tin nàng sống vậy. Giêsu Maria, Giuse, con mến yêu, xin tiêu chối linh hồn đa minh. Lạy mẹ xin nghiêng núi chúng con luôn. Chúng ta cùng cúi chào lễ biệt của ông Đa Minh Ba Vái. Chỉ là sự thay đổi. Kính thưa quý vị trong ban hành đạo giáo họ Hào Xã, quý vị các ông bà trong xóm Thánh Giuse thuộc giáo họ Hào Xã, chúng ta người Kitô hữu vẫn biết rằng Chúa đã thay đổi. Cụ Đa Minh là người thân của chúng tôi, nhưng dẫu rằng cuộc sống trần gian cũng không tránh khỏi được những sự đau buồn trong lĩnh vực tình cảm đối với đại gia đình, con cháu của gia đình cụ Đa Minh. Ngày hôm nay quý vị đã vì tình thương đến cụ Đa Minh và đặc biệt đến với anh chị Vinh là những người cùng xóm đạo với quý vị. Quý vị đã đến đây dâng những lời kinh nguyện lên cầu xin lên cùng Thiên Chúa, người là đấng giàu lòng từ bi và thương xót. Chúng tôi hy vọng rằng những lời kinh nguyện của quý vị Thiên Chúa ắt hẳn sẽ tha bớt những hình phạt cho cụ Đa Minh là người thân của chúng tôi. Khi còn ở trần gian chắc hẳn sẽ không khỏi đối với lỗi lầm đối với Thiên Chúa cũng đối với tha nhân. Những cử chỉ của quý vị ngày hôm nay đã làm bớt đi phần nào đau đớn cho gia đình chúng tôi. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã đến với gia đình và bệnh riêng và đến với cụ Đa Minh chúng tôi. Đồng thời để có những phần quà để dành cho cụ trên bước đường đời về với nhà cha, chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Đồng thời chúng tôi xin kính báo và kính mời quý vị cố gắng bớt chút chiều chờ vào hồi 15 giờ ngày 30, tức là thứ sáu ngày mai, gia đình chúng tôi sẽ đưa linh cữu cụ Đa Minh lên thánh đường giáo sư nhà sẵn để tham dự thánh lễ cuối đời. Sau đó
đưa cụ Đa Minh ra nơi an nghỉ cuối cùng là giáo xứ nghĩa trang giáo xứ Kẻ Sắt. Chúng tôi xin chân thành kính mời. Và quý vị đang dừng xe nữa. Kính thưa gia đình và tăng quyến, được tin cụ Đa Minh vừa mới được Chúa gọi về. Cụ là thân phụ của 6 chị trong gia đình chủ nữ và một số chị ở trong gia đình bà Thánh An Na. Chúng tôi là các chị em trong gia đình chủ nữ đến đây xin được có đôi lời phân ưu cùng toàn thể tăng quyến. Quả thật, sự ra đi của cụ Đa Minh là một sự mất mát lớn lao mà không có gì bù đắp được. Trước sự đau thương mất mát này, chúng tôi xin được chia sẻ phần nào nỗi niềm này với tăng quyến. Và trong niềm tin vào Đức Kitô phục sinh, vậy xin gia đình hợp cùng với chị em gia đình chị nữ và bà Thánh Anna dâng lên Thiên Chúa lời kinh cho linh hồn cụ Đa Minh sớm về hưởng nhan Thánh Chúa trên nước hằng sớm. Nhân anh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa gia đình chúng tôi rất thân hạnh được tiếp đón quý vị đến với gia đình chúng tôi đến để phân ưu buổi chia buồn, đồng thời dâng lời cầu nguyện xin Chúa soát thương linh hồn Đa Minh sớm kết thúc thời gian thanh huyền để được hưởng tôn nhan Chúa. Thay lời cho tan dạng những tăng quyến, một lần nữa xin được chân thành cảm ơn gia đình trưởng nữ gia đình Thánh An Na và xin có lời kính mời chiều mai vào lúc 3 giờ xin kính mời quý vị có chút thời giờ tới với gia đình chúng tôi đến để tiến đưa linh cứu của cụ Đa Minh lên thánh đường. Nghiệp dâng thánh lễ cuối cùng cuộc đời sau đó sẽ tiến đưa linh cứu cụ Đa Minh tới nơi an cuối cùng. Một lần nữa đại diện gia đình xin được cảm tạ. Con lỡ con mồ côi.
con biết Chúa yêu con, xuống trần gian nhiều cay đắng. Con biết Chúa yêu con, một đời chờ con với Ngài. Đừng từ con Chúa ơi, khi con lỡ dại xa Ngài. Còn Chúa ơi, khi con yêu đời hơn Chúa, đừng mặc con lang thang, đam mê sống trong lối tôi, đừng để con xa Ngài, vắng Ngài đời biết theo ai. Con biết Chúa bên con, theo con khắp vạn nẻo đường. Chúa bên con, theo con lỡ con mồ côi. Con biết Chúa yêu con, xuống trần gian nhiều cay đắng. Con biết Chúa yêu con, một đời chờ con với Ngài. Ngài chờ con Chúa ơi, khi con lỗi hẹn chưa gần. Ngài chờ con Chúa ơi, khi con xa tình yêu Chúa. Ngài chờ con ăn năn, đôi tay chắp lễ tuôn tràn. Ngài chờ con bên Ngài, hướng nguồn hạnh phúc thiên cung. Con biết Chúa bên con, theo con khắp vạn nẻo đường. Con biết Chúa bên con, theo con lỡ con mồ côi. Con biết Chúa yêu con, xuống trần gian nhiều cay đắng. Con biết Chúa yêu con, một đời chờ con. Rồi xong rồi.
mà chồng đứng đây được cho các cha các cháu đứng thế này, các ba đứng thế này. Lần cuối con mong ước thánh nhan Chúa Trời, Chúa ơi con thân trông mong như nài kia tìm suối, tâm hồn con khát mong gặp Chúa vua tình yêu. Hãy thương chiếu anh con mình, soi vào chốn tôi tâm, xin dù thương dân con tới thiên quân huy hoàng. Hãy thương chiếu anh quang mình, soi vào chốn tôi tâm, làm vui hoa tâm can, héo hoàng đã vào lòng. Rồi, chụp hai tấm nha. Rồi, nó chụp nha, đếm này. Nó đếm là 1, 2, 3. Rồi, chú chụp tấm nữa. Một tấm nữa. Rồi, nó chỉnh sáng. Rồi, một tấm nữa nha. 1, 2, 3. Rồi. Rồi, gia đình thông minh. Đây, chung đứng lại bên này. Bọc đứng lại bên này này. Chung đứng bên này. Hãy tiếp nhận con trong giây phút này, đừng để cô đơn lạnh lùng u tối cướp mất thời gian chiếm hết trời mây. Bàn tay Chúa đâu, con đang tìm Ngài. Hãy trông lại chỉ một giây thôi, hãy bán lời chỉ một câu thôi. Chúa đã từng dựng nên đất trời, tình Ngài một chút đủ vui một đời. Đã mấy mùa qua lang thang dã rời, tìm một an khuê, tìm một nương náu, có thấy gì đâu, có thấy gì đâu. Phù vân đây thôi, vô một màu. Hãy trông lại chỉ một giây thôi, hãy bằng lời chỉ một câu thôi. Chúa đã từng dựng nên đất trời, tình Ngài một chút đủ vui một đời. Gái đi, ba bên này, ba bên này, gái đi. Ba gái xong rồi dâu. Hãy trông lại chỉ một giây thôi, hãy bán lời chỉ một câu thôi. Chúa đã từng dựng nên đất trời, tình Ngài một chút đủ vui một đời. Bên ấm bình an,
muốn năm vững vàng, còn tìm đâu đầu đường sự sáng, có thác hồng ân, có suối tình thương, tình cha với con thắm thiết nồng nàn. Hãy chống lại chỉ một giấc thôi, hãy ban lời chỉ một công thôi. Chúa đã từng dựng nên đất trời, tình ngài một chút bụ vững một đời. Hãy chống lại chỉ một giây thôi, hãy ban lời chỉ một câu thôi. Chúa đã từng dựng nên đất trời, tình ngài một chút đủ vui một đời. Ngài đã dạy các môn đệ của Ngài biết cách cầu nguyện. Ngày hôm nay chúng con sum họp nơi đây dưới mái nhà thân yêu này để tưởng giã người thân yêu của chúng con mà Chúa đã gọi ra khỏi thế gian. Xin Chúa lắng nghe chúng con cùng đồng thanh ca ngợi danh Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự. Chúng ta hãy tin vào Thiên Chúa và Người sẽ nâng đỡ chúng ta. Chúng ta cứ hãy thẳng đường và hy vọng vào Người. Chúng ta hãy kính sợ Người và bền vững mãi mãi như thế. Ông con đời trong Chúa nhận lời, nếu Chúa chẳng tội Chúa ơi, nào ai đứng vững thành cơn như Cha khoan hồng thứ. Mà Cha đã chuyển ra khỏi thế gian được vào chốn bình an và sáng láng cùng đồng hưởng hạnh phúc với các thánh của Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Đây là giây phút đau đớn, người chết phải bỏ lại căn nhà nơi đã sinh sống với người thân. Chúng ta biết rằng nếu ngôi nhà của chúng ta ở dưới đất là thân xác này bị phá hoại đi thì chúng ta sẽ có nơi ở do Thiên Chúa dựng nên, một ngôi nhà vĩnh biểu ở trên trời không do người ta làm ra. Lời cầu xin anh chị em thân mến, giữa cơn thử thách ta nhìn Chúa Kitô đấng đã cam lòng gánh chịu bao đau khổ của ta, và ta hãy tha thiết cầu nguyện. Chúng ta tất cả cùng đáp: Lạy Chúa xin ở lại cùng chúng con,
chúng con cảm thấy mình bất lực phải đối diện với mầu nhiệm sự chết. Xin Chúa đừng bỏ rơi chúng con. Chúng con lại xin Chúa. Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Trong giờ phút bàng hoàng đau thương và bối rối này, chúng con lại xin Chúa. Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Lúc gì chúng con nhớ mãi hình ảnh cụ Đa Minh và hy vọng chắc chắn có ngày gặp lại nhau trong nhà Chúa muôn đời. Chúng con lại xin Chúa. Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Lạy Chúa, đến lúc ông Đa Minh từ giã căn nhà này, bỏ lại bao nhiêu người thân đang đau khổ, xin cho chúng con giữ mãi hình ảnh trìu mến của ông Đa Minh. Xin đừng để chúng con như những người ngập đứng mất cay vì mất mát, hay những kẻ chỉ biết nuối tiếc chuyện xa xưa. Nhưng xin cho chúng con tràn trề hy vọng sẽ được vào nước trời, là nơi Chúa quy tụ mọi người chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Giờ đây thì chúng ta sẽ hát một bài Trên con đường về quê, tức là để xin Đức Mẹ đón nhận ông vào nước thiên đàng như người con trung tín. Mà vắng bóng mẹ, con biết tay vào ai, biết đường nhờ ai. Trên con đường về quê, mà vắng bóng mẹ, con biết tay vào ai, biết đường nhờ ai. Trời đêm vắng sao sương về, xuống trên chúng con và chúng con luôn mãi như Linh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Đến đây là kết thúc các nghi thức của giáo hội dành cho người qua đời. Và giờ đây thì trước khi chúng ta có cái giây phút vĩnh biệt ông, thì cũng là cái lúc mà tất cả con cái của ông, trai gái dâu rể, chúng ta sẽ quỳ xuống trước linh cữu này để quỳ lạy trước linh cữu của ông qua đời để tỏ lòng hiếu thảo. Cái lạy thứ nhất với công đức sinh thành của ông, cảm ơn ông. Cái lạy thứ hai là xin ông tha thứ những lỗi lầm khi mà ông dạy bảo là không vâng lời. Và cái lạy thứ ba là xin những việc người cha thân yêu của mình, kính chúc người cha thân yêu của mình về thiên đàng, được Thiên Chúa người đón nhận những người con trung tín trở về. Giờ đây tất cả các con cái của phường chúng ta sẽ vái lạy trước linh cữu ba lần. Các em chắp tay vào vái lạy ba lần, cúi đầu sát đất. Thôi đúng rồi, và giờ phút này đây thì chúng ta sẽ lần lượt đi cùng chung quanh quan tài để đi đông lần cuối. Lúc đầu thì mấy ngày hôm nay ông nằm tại nhà đây, thì các con cháu đã cầu nguyện cho ông và cũng đã nói với ông rất nhiều lời. Giờ phút này đây chỉ muốn đi đông lần cuối chứ không nói lên lời nữa. Thì ông trông cảm cho các con cái của ông. Tôi cũng đi. Đi ra ngoài thôi. Đi mà nhìn mà phân tài nhìn mà mắt ông á, phải đi chơi chơi. Rồi đấy. Chúng tôi đề nghị là coi như là nhìn nhìn ông cần là đi vào đi. Sau các con cháu của ông thì tới người lớn, tức là các chú ở ngoài Bắc, rồi thì ông chú chùm vừa thấy ở đây tất cả các quý vị trong thân quyến. Và lần cuối nhìn ông thì từ miền đông.
chứ đầu chú đi qua bên kia. Có quần áo gì á, mang đồ gì gửi bỏ luôn đi. Có gì không? Có. Thùy ơi, Thùy ơi, kéo sợ mới Tuyên lên là xong rồi. Mới Tuyên đấy đấy, kéo là đánh mặt. Đánh là đánh mặt. Bác nhìn được không chưa? Không có nói gì với ông mấy câu không? Không kéo. Chương trình đến đây cũng đã làm kết thúc một đấu như để chuyên môn ta sẽ lên người ta sẽ đặt một cái cuộc bầu cử năm tới không quan trọng đưa mấy mảnh quan này trong nhà mà mấy đưa mấy nắp của quan tài trong nhà mà Thùy kéo lên, kéo lên xem ba tư lên. Đấy, kéo xem ba tư luôn, kéo kéo. Rồi. Xài máy pin ta, có máy pin rồi.
rồi ông ơi, xong rồi, nhảy lên rồi. Về nơi quê trời bên
Minh, là người thành viên trong bản giáp tuần bản vừa an nghỉ trong Chúa. Hôm nay quý cụ, quý ông trong giáp tuần bản đến để phân ưu chi buồn của Tam Quyến và nguyện cầu cùng Thiên Chúa thương xót chúng ta mỗi lần cho linh hồn Nam Minh, và xin Chúa sớm đưa linh hồn Nam Minh về nước thiên đàng. Từ giờ đây chúng tôi xin kính mời gia đình Tam Quyến và quý cùng quý giáp để cầu nguyện cho linh hồn Nam Minh. Nguyện Cha và Con và Thánh Thần Thánh. Chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dân Cha ta sáng. Kêu Cha chỉ đến, ý Cha thầy hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép cao vô cùng dựng lên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Chúa Cha cũng là Chúa chúng. Cảm ơn Chúa Thánh Thần và người xuống thờ sinh với bà Maria đồng trinh, chiều làm đời quan phong Siêu Phi La Tô, chiều đăng lên trên cây thân gia chết và tăng sắc xuống một tổ đông ngày thứ ba bởi trong kịch chết và sống lại lên trời ngồi bên hiếu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau bơi trời lại xuống quan chết kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng, có hợp pháp thế này, các thánh thông cộng, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin rằng thương thánh thiên thần, tin thiên đường xa la, còn xa vừa thương thánh thiên thần, giữ con đường thỏa môi dịch, thay cho khỏi tay quỷ đức thánh thiên thần là đời con, và lòng cho con biết việc nào thánh Chúa trời đất. Vì vậy con cầu cùng Đức Thánh Thiên Thần giữ con ban ngày, xem con ban đêm cho đến trọn đời. Theo mà khi giữ cam nhau được con lại Đức Thánh Thiên Thần cân nguyện cho con thông minh sáng lạc, nhưng bởi nhiều đang chữa mọi sự giữ. Nên khi con thâm trung, xin cùng Đức Chúa Trời cho linh hồn con được lên ra cùng Đức Chúa Trời và Thánh Thiên Thần rằng sống vui vẻ đời đời trăm bộ. Đức Chúa Giêsu xưa qua trời và xuống đây gian ba mươi ba năm cùng chỉ quân sự thương có cho các linh hồn viên mãn. Rồi bây thì đại chúng con xin ca đến nhân lần vô cùng, xin ca tụng thật cho linh hồn đa minh là con Đức Chúa Trời đã qua đời hôm nay hoặc còn đang nơi nơi hiện tượng, thì xin cho tôi tụ gạt thấy cho ra và đem lên cho nước mọi sự vui thật là nước thiên đàng. Để Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con tất cả cùng bà và có phúc ban mọi người. Và Giêsu con lòng mà một phúc là Thánh Maria lần này chúng tôi tâm hương bao sâu vẫn luôn tâm trong lên kêu cầu nơi đường sau cuối cùng ông bà trong giáp của bạn cũng có số tiền để xin lễ cầu nguyện cho cùng gia đình sinh đạt.
sai rồi. Đi về nhà Chúa, đi về nhà Chúa, đi về anh về như dân đi về quê. Đi về nhà Chúa, đi về nhà Chúa, tâm tư con đã bao đời chờ. Chúa, con ca dâng Chúa.
tràn tâm hồn trở về bên Chúa nhân từ đầy yêu thương. Từ đây con nguyện ước hết lòng thờ kính Cha, vì tha nhân, vì quê hương ngàn yêu thương dâng hiến. Cha ơi, bóng tôi không còn nữa, chính Chúa xưa đã hứa chuộc con trong máu Ngài. Xin dâng Cha khúc ca tạ ơn với hết tình tri ân, đời con luôn có Ngài. Trở về bên Chúa niềm vui tràn tâm hồn, trở về bên Chúa nhân từ đầy yêu thương. Từ đây con nguyện ước hết lòng thờ kính Cha, vì tha nhân, vì quê hương ngàn yêu thương dâng hiến. Chất ngất bao tình mến, Chúa vẫn luôn ngày đêm dù thương không bến bờ. Xin dâng Cha tấm lòng thờ kính, khúc hát ca tôn vinh tình con dâng hiến. Trở về bên Chúa niềm vui tràn tâm hồn, trở về bên Chúa nhân từ đầy dâng lên xin hương du tình.
bánh miên rượu ngon. Con xin dâng ngàn hy sinh đền thay muôn tội tình. Nguyện Chúa chớ chấp tội xin, xin thương ban ơn tha thứ và dẫn tới quê trời. Dâng lên ngàn những linh hồn lìa đời tìm về quê hương mới. Đây linh hồn người thân, đây linh hồn bạn bè. Dâng lên xin thương lắng nghe. Cùng với bánh miên rượu nho, con xin dâng ngàn hy sinh để thay muôn tội tình. Nguyện Chúa chớ chấp tội xin, xin thương ban ơn tha thứ và dẫn tới quê trời. Chưa chấp tội xưa, xin thương ban ơn tha thứ và dẫn tới quê trời. Với bánh miên rượu nho, con xin dâng ngàn hy sinh đền thay muôn tội tình. Nguyện Chúa chưa chấp tội xưa. Thank you.
bài chức sắc cô ma, người công chính dù có chết sợ cũng được an nghỉ. Tuổi già đáng kính trọng, không phải vì sống lâu, cũng không phải vì nhiều người. Thật vậy, sự hiểu biết của con người thay cho đầu óc và đời sống trong sạch để cho tuổi già. Người làm đẹp lòng Chúa được Chúa yêu mến, và vì sống giữa những kẻ tội lỗi nên được Chúa đưa đi, người ấy được cất đi, kẻo xứ gan và làm hư hỏng trí khôn, hoặc sự dối trá lừa bởi tâm hồn. Vì sự quyến rũ của thú vui phù phiếm che mất điều thiện, và tâm đất được vòng làm điên đảo tâm hồn chứng trình. Người tiến đến bước hoàn thiện trong thời gian ngắn, cách nào đạt tới đỉnh cao của sự nghiệp. Linh hồn người ấy đẹp lòng Chúa, nên Chúa hầu đưa người ấy ra khỏi chốn gian phàm, nên chúng nhìn thấy mà không hiểu. Cũng chẳng nghĩ ra rằng Chúa ban ân sủng và tình thương cho những người Chúa chọn và những tâm khát khao của Ngài. Đó là Chúa. Chúa chẳng nói thôi, chẳng lại.
em thân mến, chúng ta biết rằng những âm nhạc mà trần gian lần đời này quá đủ tin, thì chúng ta có một tòa nhà do Thiên Chúa thiết lập, một chỗ yến trên trời không cho đây người phàm làm ra. Bởi đó chúng ta đầy lòng tin tưởng và biết rằng bao lâu sống trong thân xác này là những đàn xa xưa. Vì nhờ đức tin mà chúng ta tiến bước, chứ không phải vì đã thấy. Vậy chúng ta tin tưởng và có ý muốn góp phần để là lìa xa thân xác và được ở bên Chúa. Vì thế dù ở trong xác hay ra ngoài xác, chúng ta cố gắng sống đẹp lòng Chúa. Bởi lẽ tất cả chúng ta đều phải ra trước tòa án của Kitô. Mỗi người là lấy những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm khi còn ở trong thân xác. Đó là lời Chúa. Tất cả chúng ta đều phải chết.
Nhưng điều quan trọng mà chúng ta cần suy nghĩ đó là chết rồi sẽ ra sao, chết rồi sẽ đi đâu. Trong những bài đọc mà chúng ta nghe hôm nay, coi chúng ta thấy là tuy chúng ta từ giã căn nhà ở trần gian này thì chúng ta sẽ có một tòa nhà vinh viễn ở trên trời do Thiên Chúa thiết lập. Cho nên chúng ta phải làm sao để mà dù chúng ta ở trong xác hay ra khỏi xác, hãy cố gắng sống để lòng Chúa. Quả thật, đối với điều tin Kitô chúng ta là vậy. Chúng ta từ giã có đời này, chúng ta sẽ phải ra trước tòa Chúa tối cao để đến sổ với Chúa. Chúng ta được hưởng hay phạt đời đời là do vì cuộc đời chúng ta sống ở trần gian gieo gì cảm thấy đó là không bằng và hợp vẽ. Vậy cuộc sống tạm bỡ ở đời này thật là quan trọng, bởi vì nó có giá trị định đoạt cả cuộc sống mai sau của chúng ta. Chúng ta thấy là một cái chết xếp, một cái đó để ta làm ta cũng có mục đích của nó, cũng chỉ là con người sinh ra ở đời này. Chúng ta có mục đích cho đời mình, mục đích đó chính là chúng ta phải sống làm sao để trong tương quan với Chúa và những chị em, chúng ta phải sống tốt lành hạnh thiện để khi kết thúc cuộc đời này chúng ta được hưởng hạnh phúc được trở. Đó là điều mà lời Chúa chỉ dạy cho chúng ta. Vậy trên hết mọi sự, chúng ta nhớ đến mục đích của mình để sống lành, sống thánh, sống tốt đẹp. Chúng ta đang chuẩn bị để được lễ thánh thánh và cũng là cả một tháng cầu nguyện cho các linh hồn, nhắc nhở chúng ta phải sống làm sao để khi từ giã có đời này chúng ta được hưởng hạnh phúc với Chúa. Tại một khu chợ tấp nập của thành phố Aten, đại diện Sip Diogen đã treo một tấm bảng đề chữ ở đây có báo sự khôn ngoan. Kẻ này đi qua, người kia đi lại, thắc mắc. Vừa có một ông giàu có bị học khi đi qua, đọc được câu đó. Ông đã về nhà, sai kẻ lớn đem tiền đến mua. Ông đi ô xe cầm tiền bỏ vào túi, rồi đứng thẳng trả lời: "Ngươi hãy về đưa lại với chủ. Trong mọi sự, phải nhớ đến cùng đích của mình." Nghe thầy tớ về Phật đại, người giàu có vì Phật đó cho là chi lý. Ông truyền khắp bằng chữ vàng và chân chức người nhà để luôn nhắc cho ông và mọi người quan lại là ông ghi nhớ trong mọi sự phải nhớ đến cùng đích của mình. Kính thưa Phật và Phụ Hồ, hôm nay chúng ta đang dựng thành đêm tháng 8 để cầu nguyện và kính đưa cùng ta đến nơi an nghỉ cuối cùng. Lời Chúa nhắc nhở cho chúng ta ai phục sự Thầy hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu thì người phục sự Thầy cũng sẽ ở đó. Chúng ta cũng có tháng cùng ta đến với 72 năm là con Chúa cũng đã phục sự Chúa Kitô, cũng đã vinh sự đức tin của mình bằng đời sống của một người con Chúa. Chúa toàn trách nhiệm trong gia đình, yêu đương cho con, cho cháu, cũng tham gia giữ gia truyền cho giáo sứ. Khi yêu cầu, chỉ trong một lần đi ra về quê miền Bắc, ông cũng đã bị tai nạn. Từng đang nghe, yêu cầu dần dần, chính thế tai nạn này đã làm cho bố giận và cũng có một khoảng thời gian để cho suy xét lại cuộc đời của mình, cần chuẩn bị cho ngày sau. Và đến ngày giờ cho đến, ông đã từ giã có đời này, từ giã tất cả con cháu và mọi người. Tuy nhiên, chúng ta tin tưởng rằng khi ông đã thầy trong vào Chúa, khi ông đã sống tinh thần của người tin cư ngũ, khi ông biết phục sự Chúa, thì Thiên Chúa rồi lòng thương xót, em ta xóa và ban cho ông sớm hưởng nhan thánh Chúa. Đấy là điều mà chúng ta tin tưởng thầy trong con hát, và đồng thời cũng là lời nhắc nhở chúng ta hãy nghĩ đến và chuẩn bị
Xin cho em thành được vào bước em sang tôn nhang chúa.
Yeah.
Vậy chúng ta xin qua sông người anh em chúng ta cho Chúa, để Chúa đón nhận và đưa vào chỗ bình an của Ngài và đưa xác người anh em đến được sống lại trong ngày sống đấy. Hãy
qua đi còn là gì, vinh hoa riêng dân chúc mừng. Một cơn gió, một cơn gió thêm mà thôi, tìm đưa người sắp không đều. Lạy Chúa nhân lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con người bình sơn. Vì tháng năm qua, mong ước tương lai đã làm con xa tiên Chúa tình dựng con từ cát bụi, nhắm mắt lìa đời con trở về, trở về bụi cho. Ôi cuộc đời tàn người tranh vênh, như cánh gió thoáng nhẹ mong manh, như nắng chiều tàn. Lạy Chúa xin xót thương con, tâm hồn yêu đuối, biết mình vương mắc tội đời, lúc sống làm người đã biết bao nhiêu lần con xa ngã lỗi lầm, cầu ơn tha thứ chân con từ cát bụi, nhắm mắt lìa đời con trở về, trở về bụi cho. Ôi cuộc đời mộng ảo hư vô, hoa sớm thắm sẽ chiều hương khô, như lá vàng lìa cành đông đưa. Chúa tạo dựng con từ cát bụi, nhắm mắt lìa đời con trở về, trở về bụi cho. Ôi cuộc đời tàn người tranh vênh, như cánh gió thoáng nhẹ mong manh, như nắng chiều tàn tạ quá nhanh. Lạy Chúa xin xót thương con, tâm hồn yêu đuối. Ừ.
Anh chị em thân mến, Chúa Kitô là đứng đầu tiên đã từ cõi chết sống lại. Người sẽ tái tạo thân xác yếu hèn của chúng ta để giống thân thể trong não của người. Và chúng ta xin phó dâng ông đa minh cho Chúa để Chúa đón nhận và đưa vào chỗ bình an của người và cho thân xác người này được sống lại trong ngày sau hết. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô cho chúng ta đã phán rằng ta là sự sống lại và là sự sống. Hãy tin ta thì dù có chết cũng sẽ sống. Và bất cứ ai sống và tin ta thì sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy cầu xin cho ông David chúng ta đây. Chúa là ông thư la da lô trên thế hài lao giải thương mắt chúng con. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, thế còn thương ban cho ông David người sống đời đời. Chúa đã mở thiên đàng cho người chồng biết không thôi, xin ngưỡng thưa ông David về nước trời. Chúa đã cho ông David được thanh tẩy nhờ nước cơ thôi, và được yên dấu nhờ việc sức giàu thanh. Xin ngưỡng những người này và số ca thanh và những người chúa trong. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã nơi giữa ông David trong việc thanh mình và mau chưa. Xin ngưỡng những ông David và bàn tiệc thư chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con đang đau buồn thương nhớ ông David. Xin Chúa đừng đơn đời cho chúng con được an ủi trong đức tin và vững lòng trong cái điều sống đời đời. Xin Chúa đừng đời chúng con. Giờ đây chúng ta cùng thân tư lên Chúa nghe lời kinh mà Đức Giêsu đã dạy chúng ta. Lạy Cha chúng con. Lạy Chúa, chúng con này xin Chúa thương xót tôi đời Chúa đã qua đời, mà cho người đã có lòng ước nguyện con theo ý Chúa, không bị phạt vì những việc đã làm, để kia ở với đất sức tin chân thật đã liên kết tôi đời Chúa với cộng đoàn tín hữu. Thì trên trời, lòng thương xót của Chúa cũng làm cho tôi đời Chúa được nhập đoàn với các thiên thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Trân trọng cảm ơn đến quý cha, quý chức thường vụ ban hành giáo, quý vị trong ban điều hành giáo khu, giáo xóm sở tại, quý giới, quý hội đoàn, quý ca đoàn, quý bạn lũ xa gần và những người liên hệ đến ông Đa Minh và liên hệ đến các thành viên trong ban hiếu chúng con và toàn thể cộng đoàn, đã đến viếng thăm chia sẻ cúng điếu cầu nguyện, thiệp dân thanh lễ và tiễn biệt ông Đa Minh đã tới nơi an nghỉ. Xin quý cha và tất cả mọi người tiếp tục thêm lời cầu nguyện cho ông Đa Minh. Gia đình có tổ chức cùng cầu nguyện cho ông Đa Minh tại cư gia bắt đầu từ ngày mai thứ Bảy 31 tháng 10 năm 2015 lúc 16:30 khi xin công đoàn cùng tham dự. Một lần nữa gia đình và thân hiếu chúng con xin chân thành cảm ơn.
người nằm xuống, giã từ cuộc đời, giã từ phận người, đi về nơi xa xôi mãi mãi. Người nằm xuống, bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu lắng lo, giờ đây không còn gì, không còn gì. Người ra đi, hai bàn tay trắng, cõi lòng thênh thang. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người, dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi. Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời, đưa người về bên Chúa an vui. Người nằm xuống, giã từ bạn bè, giã từ mọi người, đi về nơi yêu thương với Chúa. Vì cuộc sống như mây thoáng qua, như sương biến tan, giờ đây không còn gì, không còn gì. Niềm tin yêu trông cậy nơi Chúa, Chúa là quê hương. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người, dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi. Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời, đưa người về bên Chúa an vui. Nằm xuống tiếc gì một đời, sống vì mọi người, âm thầm trong hy sinh tha thứ. Tìm hạnh phúc trong nơi Chúa thôi, không mong ước chi, là trao dâng cuộc đời, dâng phận người, dù mong manh nhưng là tay Chúa ta tạo thân con. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người, dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi. Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời, đưa người về bên Chúa an vui. Người nằm xuống, đất mẹ hiền hòa, đón người trở về trong tình yêu bao la thắm thiết. Người từng sống qua bao tháng năm như con sóng xô, giờ đây xa. Người ra đi, đi về bên Chúa, chính nguồn yêu thương. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người, dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi. Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời, đưa người về bên Chúa an vui. Chúa ơi, xin
Nắm cái kia kìa, mấy anh tên kia.
thay mấy này này thay sức của anh tiền phải lo toan trong cuộc đời, bao năm lênh đênh trên dòng đời, nào có biết đâu giờ đây ta trở về các bụi hư vô, lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua trần thế hao huyền, nhân chiếm con trong mê đắm phù hoa. Hôm nào ra đi vinh biệt đời, tâm tư an vui hay ngậm ngùi, tình yêu Chúa, tình yêu mến nhau ngày qua sẽ dư phần phúc lộc cho ta. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua tình Chúa kêu mời, mà hồn con như quên lãng từ lâu. Vinh hoa dương gian chút bụi mờ, một cơn gió thoáng mà thôi, tiên đường người xuất phận đơn cô, lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Tháng năm qua mộng ước tương lai đã làm con xa Thiên Chúa tình yêu. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua trần thế hao huyền, nhận chiếm con trong mê đắm phù hoa. Ta không tin, ta là hoàng. Ấy hoa anh thôi. Quanh đây xin giã từ một lần cuối, về quanh đây mắt giọt lệ, lòng đầy đớn đau. Người thân yêu ôi nay không còn, giờ chia ly phút giây ngậm ngùi. Ôi giã biệt lòng đây lạy Chúa xin du thương, xin thứ tha bao lỗi lầm cho anh em.
mãi trong lời cầu kia vây quanh rồi, đọc kinh rồi. Xin vĩnh biệt người nằm xuôi vành khăn tang xin ghi tròn hình hài mến thương. Thank you.
tôi đã nhận được lệnh ra đi. Xin chúng tôi may mắn anh em, xin để lại anh em đôi lời yêu thương nhau mãi mãi. Được từ anh em nhiều hơn là tôi đã nãy giờ dưới ông thấy cái chữ chữ anh ra nó đứng đại đây vòng trùng đây là đứng anh em mối tình yêu thương nhau mãi mãi. Để lại anh em đôi lời yêu thương nhau mãi mãi. Anh em rồi, tâm nữa nha. Rồi xong rồi. Có cho một mẹ hát về nữa. Rồi thôi. Tôi ra đi lần cuối, không bao giờ trở lại. Mang bông nha luôn, mang nhang nha. Rồi, có rồi. Nhiều hơn là tôi đã trao cho. Xin để lại anh em mối tình yêu thương nhau mãi mãi. Con biết nói gì trong phút
từ xót thương người xin xót thương con, xót thương người lạy Chúa xin xót thương người, lạy Chúa xin xót thương người sinh thành ra con, xót thương người đã dưỡng dục con. Thân phận bụi đất dù cho bao xuân trên dương gian, rồi hôm nay đơn côi ra đi trở về bụi đất. Như ánh dương nồng mất ngủ trong đêm trường, nhắc cho người kiếp sống mong thank you.
trần gian mãi mãi.